Chủ đề của ngày hôm nay là về 3 kỹ năng đặc biệt dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Phần thứ nhất, 3 kỹ năng đặc biệt là gì? Phần thứ hai, giải thích quy trình xin 3 kỹ năng đặc biệt dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại Shimi Channel. Mình là Như Quỳnh. Chủ đề của ngày hôm nay là về 3 kỹ năng đặc biệt dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, 3 kỹ năng đặc biệt là gì? Phần thứ hai, giải thích quy trình xin 3 kỹ năng đặc biệt dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Ngoài những thông tin trên, nếu muốn tìm hiểu thông tin liên quan, hãy vào Google gõ Tokutegi no Scan. Ở trên cùng các bạn có thể tìm hiểu thông tin rõ ràng nhất ở trang của Bộ Tư pháp Nhật Bản. Những thông tin mới nhất của kỹ năng đặc định luôn được cập nhật ở đây, chẳng hạn như ngày giờ bắt đầu, địa điểm, loại ngành thi, bạn có thể xem ở phần mô tả. Sau đây mình sẽ giải thích chi tiết. Phần 1, 3 kỹ năng đặc định là: từ tháng 4 năm 2019, Nhật Bản đã ban hành thêm một loại tư cách lưu trú mới dành cho người nước ngoài có tên gọi là visa kỹ năng đặc định, Tokutegi no Visa. Với loại visa mới này, người lao động nước ngoài sẽ chính thức được làm việc trong các ngành mà từ trước đến năm 2019 vốn không được cấp phép làm việc như xây dựng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, đóng tàu. Nói tóm lại, nhờ có visa kỹ năng đặc định thì người nước ngoài có thể làm việc tự do tại Nhật Bản. Visa kỹ năng đặc định được chia ra làm hai loại. Visa kỹ năng đặc định loại 1, Tokutegi no Ichiban, và visa kỹ năng đặc định loại 2, Tokutegi no Niban. Sự khác biệt lớn giữa hai loại này là loại ngành họ có thể làm việc và thời gian họ có thể ở lại Nhật. Trước tiên, mình xin giới thiệu một số loại ngành được phép làm việc. Visa kỹ năng đặc định loại 1 có 14 ngành, visa kỹ năng đặc định loại 2 có 2 ngành. Về visa kỹ năng đặc định loại 2 có ít ngành được phép làm việc hơn. Bởi vì vậy nên xin visa kỹ năng đặc định loại 2 cần bằng cấp cao hơn visa kỹ năng đặc định loại 1. Tuy nhiên, những người có visa kỹ năng đặc định loại 1 cũng được quyền tiến hành giai đoạn tiếp theo visa kỹ năng đặc định loại 2. Loại ngành đối tượng visa kỹ năng đặc định loại 1 và visa kỹ năng đặc định loại 2. Loại ngành đối tượng visa kỹ năng đặc định loại 1 có tổng cộng 14 loại. Ngoài ra, visa kỹ năng đặc định số 2 gồm có 2 loại. Thứ nhất, xây dựng. Thứ hai, chế tạo đóng tàu. Tiếp theo, mình sẽ nói đến thời gian có thể lưu trú tại Nhật Bản. Theo thông tin đề cập ở trên thì visa kỹ năng loại 2 khó hơn loại 1, nên được ưu đãi về thời gian lưu trú tại Nhật Bản. Visa kỹ năng đặc định loại 1 có thời gian lưu trú ở Nhật tối đa 5 năm. Visa kỹ năng đặc định loại 2, nếu thỏa mãn các điều kiện gia hạn, có thể gia hạn không giới hạn số lần. Tức là hoàn toàn có thể xin vĩnh trú và được phép đón gia đình sang Nhật để sống cùng. Lưu ý, phạm vi gia đình có thể đón sang Nhật ở đây chỉ có vợ, chồng và con cái, không được phép đón bố mẹ hoặc anh chị em sang cùng. So sánh giữa visa kỹ năng đặc định và visa tu nghiệp. Giữa visa đặc định và visa tu nghiệp có sự khác biệt lớn là bị hạn chế nước tiếp nhận. Đối với visa tu nghiệp chỉ có thể tiếp nhận người lao động từ 15 nước như sau: Ấn Độ, Indonesia, Uzbekistan, Campuchia, Sri Lanka, Thái Lan, Trung Quốc, Nepal, Bangladesh, Philippines, Việt Nam, Peru, Myanmar, Mông Cổ, Lào. Ngược lại, visa kỹ năng đặc định được phép tiếp nhận người lao động từ bất kỳ nước nào. Cách thức lấy visa kỹ năng đặc định số 1 là cần tham gia kỳ thi kỹ năng và thi tiếng Nhật. Visa kỹ năng đặc định cần đáp ứng hai điều kiện sau đây: kỳ thi kỹ năng, phải đỗ kỳ thi kiểm tra kiến thức, kinh nghiệm được quy định, có khả năng tiếng Nhật ở mức hội thoại thông thường, đủ để sinh hoạt. Về kỳ thi kỹ năng, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng đã tham gia. Ví dụ, đối với những bạn có nguyện vọng làm việc ở nhà hàng, cần phải thi đỗ bằng ngành dịch vụ nhà hàng.
Nếu bạn có nguyện vọng làm ở khách sạn, cần phải thi đỗ bằng kỹ năng ngành khách sạn. Tiếp theo mình sẽ nói đến phần thi tiếng Nhật. Những bạn có ý định xin visa kỹ năng đặc định không chỉ cần kỹ thi kỹ năng mà cũng cần phải có bằng cấp tiếng Nhật. Hiện tại có hai loại kỳ thi tiếng Nhật cho các bạn đăng ký. Thứ nhất là kỳ thi tiếng Nhật Fordesio Kokusai Koryukikin nhằm đo lường khả năng tiếng Nhật xem họ có thể được chấp nhận đặt kỹ năng đặc định số 1 hay không. Kỳ thi này mình nghĩ khá lạ lẫm với nhiều người. Nhưng kỳ thi thứ hai, mọi người được biết rộng rãi hơn là kỳ thi GLBT. Các bạn chỉ cần đạt N4 là đủ điều kiện tham gia kỹ năng đặc định. Ngoài ra, Cục xuất nhập cảnh cũng có định rõ về cách thức khác để có thể nhận được visa kỹ năng đặc định. Theo văn bản của Cục xuất nhập cảnh, nếu là người tu nghiệp đã hoàn thành 3 năm tu nghiệp thì được miễn các kỳ thi trên và đáp ứng mức độ kỹ năng cần thiết hay trình độ khả năng ngôn ngữ tiếng Nhật. Do đó, người nước ngoài đã có được đào tạo kỹ năng số 2 có thể được visa kỹ năng đặc định số 1. Lưu ý, phải giống với ngành đã đi tu nghiệp. Phần 2. Phương pháp đổi visa từ du học sinh sang visa đặc định dành cho người nước ngoài. Bản thân người nước ngoài phải thỏa mãn điều kiện. Điểm vô cùng quan trọng đối với du học sinh trong thời gian sinh sống và học tập tại Nhật Bản: đã thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm cũng như thuế thị dân chưa? Người nước ngoài tại Nhật đổi visa từ du học sinh sang visa kỹ năng đặc định gồm có 7 bước. Bước 1. Phải thi đỗ kỳ thi kỹ năng đặc định và kỳ thi tiếng Nhật. Bạn cần phải thi đỗ hai kỳ thi trên. Hơn nữa, cần chú ý về kỳ thi kỹ năng đặc định tùy theo nguyện vọng ngành ứng tuyển mà kỳ thi cũng khác nhau. Bước 2. Quyết định xin vào công ty. Sau khi đỗ hai kỳ thi nói trên, sẽ nhận được chứng chỉ của các ngành nguyện vọng và đã ứng tuyển. Dựa vào điều kiện sẽ được các công ty tuyển dụng. Bước 3. Ký hợp đồng lao động với công ty. Sau khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu, sẽ chính thức ký hợp đồng kỹ năng đặc định với công ty. Hợp đồng lao động khác với hợp đồng chung và có một quy tắc sử dụng hình thức hợp đồng dành riêng cho các kỹ năng đặc định. Bạn có thể tìm kiếm định dạng của hợp đồng kỹ năng đặc định bằng cách tìm kiếm trên Internet. Bước 4. Kiểm tra sức khỏe. Trước khi đổi sang visa kỹ năng đặc định, cần phải khám sức khỏe trước. Bạn có thể tải mẫu khám sức khỏe ở trên trang chủ của Bộ Tư pháp, sau đó đến bệnh viện để tiến hành khám sức khỏe. Cụ thể, trường hợp du học sinh đăng ký visa đặc định cần phải khám sức khỏe trong một năm gần đó và phải được chẩn đoán là lành mạnh. Bước 5. Nhận hướng dẫn trước từ phía công ty. Người nước ngoài sẽ được cơ quan tiếp nhận tổ chức hướng dẫn các thủ tục cần thiết, tham gia buổi giới thiệu công ty. Về thời gian tổ chức hoạt động này thường mất khoảng nửa ngày. Về nội dung của hợp đồng tuyển dụng như thời gian làm việc, lương, ngày nghỉ phép có lương, các thủ tục khác. Bước 6. Thu thập các tài liệu cần thiết để thay đổi tư cách lưu trú. Các tài liệu cần thiết để thay đổi tư cách lưu trú sang visa kỹ năng đặc định: tài liệu của bản thân người nước ngoài, tài liệu của công ty tuyển dụng. Tuy nhiên, có nhiều tài liệu khác cần chuẩn bị, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra thủ tục với người phụ trách công ty trước khi tiến hành. Bản thân người nước ngoài cần chuẩn bị những giấy tờ như sau. Bước 7. Nộp hồ sơ lên Cục xuất nhập cảnh. Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bạn có thể nộp lên Cục xuất nhập cảnh nơi bạn sinh sống. Về thời gian sẽ mất khoảng 1 tháng để xem xét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Các bạn cảm thấy thế nào ạ? Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết hoặc thắc mắc, hãy để lại comment ở phần bình luận nha. Phần tiếp theo mình sẽ nói đến người sống ở nước ngoài muốn xin visa kỹ năng đặc định. Cuối cùng, các bạn hãy chia sẻ và đừng quên để lại like cũng như kênh đăng ký của chúng mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye!